để làm sao nó phù hợp tối đa với các vùng miền, nhưng không phải là nó luôn luôn phù hợp với cụ thể với một cái trường nào. Cho nên chúng tôi vẫn khuyến khích các thầy cô là đưa những cái tình huống, những cái nhiệm vụ mà nó phù hợp với chủ đề đấy, nhưng mà nó lại xuất phát từ chính bối cảnh thực tiễn ấy, đưa vào để cho các em giải quyết, thì nó sẽ bổ ích hơn cho các em và các em sẽ hào hứng hơn rất nhiều so với việc các thầy cô sử dụng các cái tình huống của chúng tôi. Đấy, thì cái tính mở, tính linh hoạt thì xin lưu ý các thầy cô như Nghĩa vậy. là Vâng, ở đây tôi lại nhìn thấy ở trường trung học Mùn Trung có hỏi là tiết sinh hoạt và giấy cờ và sinh hoạt lớp tổ chức như thế nào ạ? Thì tôi xin phép các thầy cô là tôi sẽ giải đáp ở ở phần 3 nhé. Hoặc là phần 2, vâng, cũng phần 2 tí nữa tôi sẽ giải đáp, vâng, tôi sẽ nói đến vấn đề này. Và có ở Tuyên Quang, trường Trung học phổ thông Minh Quang có hỏi là chủ đề sinh hoạt dưới cờ của lớp 10 và lớp 11 bố trí giảng dạy như thế nào cho phù hợp ạ? Vâng, câu hỏi này tôi cũng xin trả lời ở phần sau ạ, tí nữa ạ. Giáo viên dạy bộ môn là giáo viên hay là giáo viên... vâng, ở đây lại có câu hỏi của cô Lương Thị Hương nói là giáo viên dạy bộ môn này đấy. Thưa các thầy cô, đây không phải bộ môn nhá. Đây là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. À, chúng ta vẫn nói theo thói quen của môn học đây này. Câu hỏi của cô, tôi hiểu, cô hiểu đây là bộ môn. Tức là giáo viên chủ nhiệm hay giáo viên bộ môn ạ? À? Tôi sẽ trả lời các thầy cô ở cái phần sau nhé. Là phần sau đây. Vâng, tí nữa tôi sẽ trả lời luôn. Vâng, nhưng các thầy cô lưu ý đây không phải bộ môn nhá. Đấy, tóm lại là về mặt quan điểm viết sách của chúng tôi xin chia sẻ ngắn gọn với các thầy cô như vậy thôi. Bốn điều, một là tính pháp lý, là chúng tôi dựa vào chương trình và quy định sách giáo khoa. Tính khoa học, chúng tôi dựa vào phương thức trải nghiệm và quy trình trải nghiệm. Và các chủ đề là chúng tôi dựa vào 10 tiểu mạch nội dung của chương trình để xây dựng chủ đề. Và cái thứ tư nữa là tính mở, tính linh hoạt để các thầy cô khi lập kế hoạch của nhà trường cũng như là khi sử dụng sách của chúng tôi, các thầy cô hoàn toàn có thể linh hoạt và sáng tạo để mà thay đổi nó theo cái hướng là đảm bảo hiệu quả. Vâng. Tôi xin chuyển sang cái nội dung thứ hai của phần 2 là giới thiệu và phân tích cấu trúc sách và cấu trúc chủ đề. À, thì cái đoạn này thì nó cũng giống như mọi sách, tôi đơn giản thôi. Tức là đầu tiên sách của chúng tôi cũng bao gồm có phần giải thích logo sử dụng trong sách, sau đến và hướng dẫn sử dụng sách, và sau đến là mục lục, sau đến đến cái phần quan trọng nhất của sách là phần 10 nội dung chủ đề được thực hiện trong 35 tuần của năm học, tức là thực hiện trong 105 tiết đấy ạ. Sau đó là danh sách các ảnh sử dụng và cuối cùng là một số thuật ngữ dùng trong sách. Cái phần giải thích logo thì có ba cái logo chúng tôi dùng để biểu trưng cho bốn bước của quy trình trải nghiệm. Đó là khám phá kết nối. Bước khám phá kết nối này nó là hai bước nhưng mà nó có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Cho nên chúng tôi kết hợp nó thành một cái gạch ngang. Vâng. Thế và ở trong bước này là giáo viên khám phá những cái kinh nghiệm đã có của học sinh. Để rồi dựa trên những kinh nghiệm đã có của các em rồi kết nối với cái kinh nghiệm đã có của học sinh với kinh nghiệm mới. Hay nói cách khác là ở bước này giáo viên phải có trách nhiệm là giúp học sinh chuyển hóa từ kinh nghiệm đã có của học sinh thành kinh nghiệm mới đầy đủ hơn, cập nhật hơn. Và bước rèn luyện thì đặt biểu trưng bằng cái chuông, là học sinh vận dụng những kinh nghiệm mới ở cái bước kết nối kia kìa vào để giải quyết các nhiệm vụ mang tính thực tiễn để bước đầu có những kỹ năng mới. Thế còn bước vận dụng là bước mà các em được vận dụng ở các không gian khác nhau trong nhà trường, trong gia đình, trong xã hội, vận dụng những cái kinh nghiệm mới cũng như là những kỹ năng mới hình thành ở bước rèn luyện để mà tiếp tục phát triển phẩm chất và năng lực của các em. Đó. Thế còn sách của chúng tôi, nội dung sách chúng tôi gồm có 10 chủ đề như sau. Thứ nhất là xây dựng và phát triển nhà trường. Thì cái chủ đề này nó nằm ở mạch nội dung thứ hai là hướng đến xã hội. Sau đến chủ đề thứ hai là khám phá bản thân và chủ đề ba là rèn luyện bản thân. Thì hai chủ đề này thuộc mạch nội dung hướng vào bản thân. Chủ đề 4 là trách nhiệm với gia đình và chủ đề 5 là phát triển cộng đồng, là hai chủ đề thuộc về mạch nội dung hướng đến xã hội. Chủ đề 6 là bảo tồn cảnh quan thiên nhiên và chủ đề 7 là bảo vệ môi trường.
thì thuộc về mạch nội dung hướng đến tự nhiên. Còn chủ đề 8 là các nhóm nghề cơ bản và yêu cầu của thị trường lao động. Chủ đề 9 là rèn luyện phẩm chất và năng lực phù hợp với nhóm nghề lựa chọn. Và chủ đề 10 là xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập theo định hướng ngành nghề lựa chọn. Là 3 chủ đề thuộc mạch nội dung hướng nghiệp. Bây giờ mấy giờ? 9:07. Okay. Vâng, như vậy là tôi đã giới thiệu với các thầy cô về cấu trúc sách. Thật ra cái này nó cũng không có gì khác với sách lớp 10 đâu. Mà nó chỉ khác là nội dung sách ý. Nếu lớp 10 là 11 chủ đề và chúng tôi viết theo không, tức là có thể kết hợp các tiểu mạch nội dung với nhau, thì sang sách lớp 11 để cho thuận tiện thì chúng tôi viết nó thành 10 chủ đề và theo tiếp cận là các tiểu mạch nội dung, mỗi chủ đề là một tiểu mạch nội dung. Đấy, nó chỉ khác cấu trúc sách khác này thôi ạ. Tôi xin vâng. Không có giấy. Vâng. Tôi có đọc tiếp được cái tin nhắn ở Tuyên Quang, trường trung học phổ thông, cơ sở trung học phổ thông Kháng Nhật, có nói là trường em nâng cấp vậy, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 6, 7, 8, 9, 10, 11, các buổi sinh hoạt dưới cờ tổ chức như thế nào cho phù hợp ạ? Em cảm ơn cô. Cái thắc mắc này nó cũng giống như của các trường kia, thì tôi xin phép là sẽ trình bày đúng vào cái lúc mà tôi chia sẻ các thầy cô về cách tổ chức cái sinh hoạt, cái hình thức sinh hoạt dưới cờ nhé. Thế và tiếp theo nữa là trường trung học phổ thông Nguyễn Thiện Thuật có nói là mỗi năm chủ đề STEM có tính cộng đồng và đáp ứng 5 phẩm chất và 10 năng lực cốt lõi thay cho các tiết sinh hoạt dưới cờ ạ. Được mà, cái này chúng ta nói là cái sinh hoạt dưới cờ này chúng ta hiểu là nó là một loại hình của hoạt động trải nghiệm nhé. Các thầy cô ở trường Nguyễn Thiện Thuật nhé. Chứ vâng, được ạ, tôi thấy là được ạ. Vâng, trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp mà cho em hỏi có thành lập tổ hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp không, tất cả giáo viên có thể tham gia hoạt động giáo dục hoạt động trải nghiệm phải không ạ? Vâng, đúng rồi ạ. Cái chỗ này, cái chỗ câu hỏi của cô Bùi Thúy Vinh ấy, tôi sẽ trả lời ở phần sau các thầy cô nhé. Đúng rồi, tất cả giáo viên, tại vì trong công văn của vụ ấy nói rằng bố trí giáo viên có năng lực để tổ chức cái hoạt động này, cho nên là giáo viên nào có năng lực đều có thể tham gia được. Đấy, thì cái ý của cô Vinh là tôi khẳng định là như vậy. Vâng. Bây giờ tôi xin phép là chia sẻ các thầy cô về cấu trúc chủ đề. Thì thưa các thầy cô, cấu trúc chủ đề của sách lớp 11 không khác gì cấu trúc chủ đề của sách lớp 10. Tức là mỗi một chủ đề cũng đầu tiên bằng trang giới thiệu chủ đề. Trang đầu tiên là tên chủ đề và mục tiêu của chủ đề. Mà mục tiêu này thì bám sát vào yêu cầu cần đạt trong chương trình. Và cái trang đầu tiên này thì có thêm cả một cái tranh minh họa, cái nội dung của chủ đề nữa. Thế sang đến trang thứ hai là định hướng nội dung hoạt động giáo dục theo chủ đề và sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp. Tức là trang thứ hai là trang nêu lên cái định hướng, cái nhiệm vụ hoạt động của ba cái loại hình này. Thế và đấy là hai trang giới thiệu chủ đề. Và đến trang tiếp theo là trang nội dung chính của chủ đề, tức là cái loại hình hoạt động giáo dục theo chủ đề. Thì cái loại hình hoạt động giáo dục theo chủ đề này, chúng tôi vẫn thiết kế nó theo cái quy trình các bước khám phá, kết nối, rèn luyện và vận dụng. Và cuối mỗi chủ đề là có cái phần đánh giá chủ đề, tức là đây là đánh giá thường xuyên. Sau mỗi chủ đề đều có đánh giá xem là sau cái chủ đề này học sinh có đạt được cái mục tiêu của chủ đề không. Và các tiêu chí đánh giá chủ đề chính là sự cụ thể hóa của mục tiêu của chủ đề. Đó. Thế thì ở đây, chỗ này tôi cũng lại xin nói một chút là chủ đề nào cũng có đánh giá. Nhưng khi ghi vào, tại vì cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp này cũng được ghi như một môn học mà, ghi điểm. Thì có hai điểm, mỗi một học kỳ sẽ có hai điểm đánh giá thường xuyên. Thì nhà trường sẽ quyết định là lấy điểm của chủ đề nào để đưa vào sổ. Đấy. Tức là quá trình suốt năm học thì có 10 chủ đề, sẽ có 10 cái điểm đánh giá thường xuyên trong quá trình tổ chức hoạt động trải nghiệm nghiệp. Nhưng nhà trường và giáo viên sẽ quyết định là lấy 2 điểm
Một năm thì có 4 điểm đấy. Mà như mỗi học kỳ thì sẽ lấy 2 điểm của chủ đề nào để đưa vào sổ điểm đánh giá của học sinh. Vâng, đấy. Thế thì cấu trúc của chủ đề nó cũng thế thôi ạ. Thì thưa các thầy cô, trước đây với cái, theo văn bản chương trình là hoạt động trải nghiệm được tổ chức các dưới các loại hình sinh hoạt dưới cờ, hoạt động giáo dục theo chủ đề, sinh hoạt lớp và câu lạc bộ. Thế thì chúng tôi hiểu theo chương trình là như vậy, thì cái loại hình sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp bây giờ chúng ta phải đổi mới nó đi, dành thời gian cho cái việc là chào cờ rồi làm sơ kết tuần thông qua kế hoạch tuần mới chỉ khoảng 15-20 phút thôi, còn lại thời gian để tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Thế thì trong cái thiết kế cái sinh hoạt dưới cờ này, chúng tôi có biên soạn cái nội dung hoạt động giáo dục theo chủ đề để định hướng, để tổ chức trong cái loại hình này. Thì cái mối quan hệ của nó là định hướng cho hoạt động giáo dục theo chủ đề, tức là định hướng cho cái loại hình thứ hai này này ở giữa này. Thế và hoạt động giáo dục theo chủ đề là giữ vai trò chính trong việc thực hiện mục tiêu của chủ đề. Và cái giờ sinh hoạt lớp thì dành thời gian cho học sinh chia sẻ kết quả vận dụng và thực tiễn. Đây là cách hiểu theo văn bản chương trình. Nhưng bây giờ thì theo cái chỉ đạo của vụ thì tôi cũng chia sẻ luôn các thầy cô như thế này. Tức là trước đây là ba cái mối, tức là mối quan hệ giữa ba loại hình hoạt động của ba loại hình, nó có mối quan hệ khăng khít với nhau. Một là sinh hoạt dưới cờ định hướng, còn ở cái giữa tuần ấy là giữ vai trò chính, còn cái sinh hoạt lớp là chia sẻ kết quả vận dụng. Thế thì bây giờ nếu như theo cái chỉ đạo của vụ trung học ấy là 105 tiết này thuần túy là dành cho hoạt động trải nghiệm, hoàn toàn cho hoạt động trải nghiệm. Cái sơ kết tuần thông qua kế hoạch tuần mới ở quy mô toàn trường hay quy mô lớp là gạt ra ngoài. Thì toàn bộ chủ đề, cái loại hình hoạt động giáo dục theo chủ đề các thầy cô, chúng ta được dành thời gian tổ chức cho, tức là một kể cả cái thời gian ở cái loại hình sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp đều để thực hiện cái hoạt động giáo dục theo chủ đề. Tức là chúng ta có thời gian để chúng ta giãn ra để cho các em trải nghiệm một cách sâu sắc hơn, để cho các em, mọi các em, mọi học sinh đều có cơ hội được hoạt động thì nó sẽ tốt hơn, chất lượng nó sẽ tốt hơn. Còn cái sơ kết tuần thông qua kế hoạch tuần mới ở quy mô trường, quy mô lớp là các nhà trường lại phải lập kế hoạch ở cái quỹ thời gian mà ngoài cái 28,5 tiết ấy ra đấy. Đấy. Còn 105 tiết này ở cả cái ba cái loại hình sinh hoạt theo quy mô toàn trường hay quy mô lớp là đều chỉ dành cho hoạt động trải nghiệm thôi. Và lúc đấy trong trong cái, như tôi nói đấy, trong cái thời khóa biểu bây giờ, ba cái loại hình này chỉ có một cái từ duy nhất là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thôi. Thì cái mà định hướng thưa các thầy cô, khi mà chúng tôi soạn cái này ấy, tại vì chúng tôi mới được tiếp cận cái chỉ đạo của vụ bằng lời cách đây một tuần thôi, thế cho nên là tôi cũng chia sẻ luôn là khi chúng tôi soạn cái này là theo tinh thần của văn bản chương trình, là chúng tôi đổi mới hai cái loại hình sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp, dành một thời lượng cho hoạt động trải nghiệm, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Nhưng bây giờ thì tất cả thời lượng 105 tiết này không có cho sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần mới ở quy mô trường và lớp nữa, mà dành hoàn toàn cho hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Cho nên các thầy cô có thể giãn cái thời lượng cho cái việc tổ chức hoạt động giáo dục, hoạt động trải nghiệm ra thì cho các em trải nghiệm tốt hơn. Và bây giờ tôi xem là có một cái câu của thầy Huỳnh Tuấn Ngộ của trường Trung học phổ thông Châu Thành Kiên Giang, có nói là vậy giáo viên chủ nhiệm tính cho giáo viên 4 tiết, vậy giờ hoạt động trải nghiệm giáo viên phụ trách nữa thì có tính không? Có ạ, thưa thầy Huỳnh Tuấn Ngộ và các thầy cô ạ, anh Thành, vụ trưởng vụ trung học phổ thông nói rằng cái thời gian 4 tiết của giáo viên chủ nhiệm đấy là việc của các thầy cô riêng, còn nếu bây giờ các thầy cô tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, thầy cô giáo viên chủ nhiệm ấy mà tham gia tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì phải tính cái thời gian đấy cho các thầy thầy cô cộng thêm vào. Vâng, câu hỏi của thầy tôi trả lời được luôn đấy ạ. Vâng, đấy là ý kiến của thầy
Nguyễn Xuân Thành. Vâng. Thế còn là vụ cục nhà giáo làm như thế nào thì tôi cũng chưa biết, nhưng mà đây là ý kiến của thầy Thành. Vâng. Thì đấy tôi cũng chia sẻ luôn là nó có cái sự thay đổi. Thưa các thầy cô nhé, chương trình là pháp lệnh, nhưng mà khi mà chỉ đạo thực tiễn thì các thầy sẽ nhận thấy cái gì là phù hợp, cái gì là chưa phù hợp. Thì các thầy lại có những văn bản hướng dẫn, các thông tư, các công văn hướng dẫn tổ chức thực hiện riêng. Như các thầy cô thấy không? Ví dụ như là đánh giá hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp chẳng hạn. Thì trong văn bản chương trình nói một cách khác, nhưng mà sau đó thì có thông tư 22 hướng dẫn chúng ta làm theo cách khác. Thế trên là các thầy cô thông cảm là cái giao thời nó có những cái mà thay đổi như vậy. Thì chúng tôi cũng chỉ là những người mà tiếp thu và thực hiện như nào cho nó đúng cái tinh thần. Vâng. Thầy có câu hỏi của cô Lê Thị Kim Yến và Thái Ngọc Trầm có hỏi tôi là có công văn chỉ đạo tính số tiết của giáo viên chủ nhiệm như cô vừa trình bày không ạ? Cho em sẽ thưa cô là rất tiếc là đến thời điểm này chưa có. Vâng, tôi cũng có yêu cầu thầy, tôi cũng có câu hỏi đặt ra cho thầy Thành là vậy thì cái sự phối hợp giữa vụ trung học về cái việc tổ chức thời lượng tổ chức cho hoạt động trải nghiệm này với lại cái vụ học sinh sinh viên nó yêu cầu là mỗi tuần phải tổ chức chào cờ cho học sinh, với lại cái cục nhà giáo về cái chuyện quyền lợi của giáo viên thực hiện cái tổ chức hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp 105 tiết này như thế nào để cho có sự thống nhất, để cho thực tiễn các thầy cô gọi là triển khai áp dụng, thì đến bây giờ thì cũng chưa thấy có gì. Ở đây có trường Lâm Đồng, ở trường trung học, cơ sở trung học phổ thông Đa Sa có thầy Lê Xuân Giang có hỏi, như vậy buộc phải tổ chức riêng trên thời khóa biểu. Tức là tôi hiểu là như thế này ạ, trong kế hoạch nhà trường ấy sẽ có một cái thời, trong cái thời khóa biểu sẽ có một cái gọi là chào cờ. Tức là trong đó có sơ kết tuần và sinh hoạt và thông qua kế hoạch tuần mới và một cái khóa biểu của lớp, tức là dưới họ dưới cái tên như thế nào đấy thì tôi không biết, nhưng mà sẽ có tách ra. Thế còn ba cái loại sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp mà với tư cách là loại hình của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp này, thì bây giờ chúng ta không có nói như thế nữa mà chúng ta chỉ nói chung là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thôi. Tức là ba cái loại hình này bây giờ gộp vào một trên thời khóa biểu với một cái tên chung là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Thế còn có thể tách ra là chào cờ, nhưng mà chào cờ này không có lấy trong cái quỹ này, thì trong chào cờ đó sẽ có sơ kết tuần và thông qua kế hoạch tuần mới. Và lớp thì họ thì sinh hoạt lớp có dùng, nếu mà dùng sinh hoạt lớp thì để sợ lẫn với kia thì có thể dùng cái gì đấy, một cái từ khác là sơ kết lớp à, hay thế nào đấy. Vâng, thì tôi hiểu là như vậy ạ. Thế và bây giờ tôi muốn chia sẻ với các thầy cô về không bạn có nhiều về cái rồi. Nhiệm vụ của học sinh trong cái hoạt động trải nghiệm ở cái bốn bước cái quy trình khám phá, kết nối, rèn luyện và vận dụng. Thì như các thầy cô cũng đã tổ chức hoặc là chưa tổ chức, thì các thầy cô nhớ rằng ở cái bước khám phá này chính là nói về giáo viên khám phá xem học sinh của mình đã có những kinh nghiệm hay những trải nghiệm nào về cái vấn đề chủ đề chúng ta đang tổ chức, về cái hoạt động chúng ta đang tổ chức. Nếu chúng ta có điều kiện cho học sinh hoạt động, hành động hay là làm cái gì thực tiễn để qua đó khai thác cái trải nghiệm các em thì rất tốt. Còn nếu không thì chúng ta sẽ khám phá xem bằng cách là các em nhớ lại, tái hiện lại những cái trải nghiệm các em mà liên quan tới chủ đề đang hoạt động. Thì bước này chính là giáo viên khám phá xem học sinh có những kinh nghiệm gì và trải nghiệm gì. Còn học sinh thì là có nhiệm vụ là phải nhớ lại, suy ngẫm lại, tái hiện lại những kinh nghiệm, những trải nghiệm đã qua của mình. Thế còn ở bước kết nối thì dựa trên những kinh nghiệm đã có, học sinh sẽ được kiến tạo những kinh nghiệm mới, mà hay nói cách khác là học sinh sẽ được chuyển hóa từ kinh nghiệm cũ sang kinh nghiệm mới đấy ạ. Vâng. Thế còn ở bước rèn luyện là học sinh vận dụng những kinh nghiệm mới thu được ở bước kết nối vào để giải quyết những nhiệm vụ mang tính thực tiễn
theo cái kinh nghiệm mới chứ không phải theo cái kinh nghiệm cũ nữa, để mà hình thành những cái kỹ năng theo kinh nghiệm mới. Thế còn ở bước vận dụng thì học sinh lại tiếp tục vận dụng những kinh nghiệm mới thu được ở bước kết nối và những kỹ năng mới bước đầu được hình thành ở bước rèn luyện vào trong thực tiễn cuộc sống, để mà tiếp tục phát triển những cái phẩm chất và năng lực mong đợi. Vâng, thì đấy là cái nhiệm vụ của học sinh trong cái quy trình. Và bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các thầy cô một cái chủ đề, cấu trúc một chủ đề để minh họa cho những điều tôi vừa nói. Vâng, tôi giới thiệu xong cái chủ đề này thì chúng ta có thể nghỉ giải lao. Vâng, đây tôi trên màn hình của các thầy cô là chủ đề 4, trách nhiệm với gia đình. Cái chủ đề này là nằm trong mạch nội dung thứ hai là hướng đến xã hội. Thì ở cái trang đầu tiên các thầy cô thấy đấy, có tên chủ đề này, có mục tiêu của chủ đề. À, mục tiêu của chủ đề này là gồm có 5 mục tiêu. Và 5 cái mục tiêu này là chúng tôi lấy từ trong 5 cái yêu cầu cần đạt trong cái tiểu mạch nội dung thứ hai là chăm sóc gia đình ở trong chương trình. Như vậy là nó bám sát vào, đấy là tính pháp lý. Và dưới cái mục tiêu này là các cái tranh minh họa về nội dung của chủ đề. Trong cái nội dung chủ đề thì có cái chuyện là các em phải lập được kế hoạch chi tiêu phù hợp với thu nhập trong gia đình này, rồi các em phải tham gia giải quyết mâu thuẫn xung đột trong gia đình. Thì hai cái tranh này nó có minh họa được hai cái nội dung ở trong cái chủ đề này. Thế và sang cái trang thứ hai, các thầy cô thấy cái khung đầu tiên là định hướng nhiệm vụ hoạt động giáo dục theo chủ đề. Tức là cái loại hình quan trọng nhất đấy. Thì ở đây có những cái hoạt động, nội dung của các cái hoạt động mà chúng tôi đã thiết kế ở trong chủ đề. Thế và cái khung thứ hai màu gạch non này này thì là định hướng nhiệm vụ hoạt động của sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp, tức là hai cái loại hình này. Thế thì ở đây cũng xin chia sẻ với thầy cô là trước đây khi quan theo chương trình ấy, tức là hai cái loại hình sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp là những loại hình của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, thì chúng tôi thiết kế nó với cái mối quan hệ là sinh hoạt dưới cờ thì định hướng cho cái loại hình hoạt động theo chủ đề, còn sinh hoạt lớp là chia sẻ thời gian để chia sẻ cái vận dụng của cái hoạt động giáo dục theo chủ đề này, chia sẻ kết quả đấy để giáo viên thu thập thông tin phản hồi. Tuy nhiên nếu như với cái chỉ đạo của vụ trung học bây giờ, tức là không có lồng ghép cái gọi là sơ kết tuần thông qua kế hoạch tuần mới ở quy mô trường và quy mô lớp vào trong cái loại hình sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp nữa, thì các thầy cô hoàn toàn có quyền sử dụng cái hoàn đầy đủ cái thời gian cho cái loại hình sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp này cho việc tổ chức hoạt động giáo dục theo chủ đề. Chẳng có cách nào có nghĩa là các thầy cô có thể giãn cái thời gian, thay vì là cái hoạt động giáo dục theo chủ đề nó chỉ được tổ chức trong có 35 tiết của năm học 35 tuần, thì bây giờ các thầy cô giãn nó ra, các thầy cô được tổ chức nó trong 105 tiết. Đấy, tức là khi viết sách này và thẩm định, hội đồng quốc gia thẩm định ý, thì chưa có cái chỉ đạo. Mặc dù bây giờ trước chúng tôi đòi hỏi bằng có văn bản thì vụ trung học cũng chưa có ra được văn bản đâu, nhưng mà các thầy ở trụ trung học quán triệt với chúng tôi là khi tập huấn giáo viên thì nói cái tinh thần là 105 tiết này là hoàn toàn cho hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, không có tích hợp sơ kết tuần thông qua kế hoạch tuần mới gì hết, mà cái thời gian đó thì các trường lấy từ cái quỹ mà chưa đến 30 tiết mà trung học phổ thông bây giờ này mới có 28,5 tiết thôi. Đấy, thì tôi xin chia sẻ là lúc này các thầy cô hoàn toàn có thể sử dụng cái thời gian này cho cái việc thực hiện cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Cháu gọi hết cho cô như này nhé. Tôi đang nhìn thấy, tôi xin phép là thế này ạ, tôi xin phép là vâng, bên tôi thấy là có mấy tên câu hỏi tiếp theo đây. Ở trường trung học phổ thông cơ sở và trung học cơ sở và trung học phổ thông Đa Sa này, thầy Lê Xuân Giang có hỏi này: cô ơi, như vậy có buộc phải tổ chức riêng thời khóa biểu? Cái câu này tôi trả lời rồi.
tiếp là của trường trung học Mùn Chung, của chủ phổ thông trung học Mùn Chung của Điện Biên. Hoạt động sinh hoạt dưới cờ có thể tổ chức tập trung nhiều lớp không ạ? À, cái sinh hoạt dưới cờ này, nếu các thầy cô hỏi với tư cách là loại hình của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, thì các thầy cô cũng có thể tập trung quy mô khối hoặc là trường, nếu như cái chủ đề đấy nó có chung cho tất cả mọi người. Đấy, vâng. Thế còn trường trung học phổ thông Heckman Đà Lạt, việc thay đổi tên gọi này có áp dụng cho lớp 10 không hay chỉ các lớp 11 năm nay? Thưa các thầy cô, áp dụng luôn cho cả lớp 10 đấy ạ. Cái chỉ đạo này là chỉ đạo của vụ trung học phổ thông, mà bây giờ họ mới chỉ đạo bằng lời chứ cũng chưa có văn bản. Nhưng họ muốn rằng khi chúng tôi tập huấn cho các thầy cô thì chúng tôi phải lan tỏa cái tinh thần này đến tất cả các thầy cô, và nó sẽ thay đổi luôn cả lớp 10 nữa chứ không phải chỉ riêng lớp 11 ạ. Vâng. Tiếp theo nữa là có ý kiến của trường trung học phổ thông Xuân Viên, Xuân Vân, Tuyên Quang. Cô ơi, năm học sẽ có lớp 10, lớp 11 chương trình, lớp 12 theo thông tư 2016 tổ chức dưới cờ như thế nào là hợp lý ạ? Em cảm ơn cô. Thưa các thầy cô, như vậy thì như tinh thần tôi nói thì chỉ có lớp 10, lớp 11 là có hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thôi. Thế còn và như theo tinh thần thầy Thành quán triệt ấy, thì là nó cái sinh hoạt dưới cờ này là không có sơ kết tuần thông qua kế hoạch tuần mới gì cả. Cho nên nếu như lớp 10, lớp 11 có chung một cái chủ đề, có chung một vấn đề, về trải nghiệm, thì các thầy cô có thể tổ chức riêng lớp 10, lớp 11 với nhau. Còn lớp 12 thì các thầy cô sẽ bố trí cái giờ sinh hoạt dưới chào cờ đấy. Chào cờ mà có sơ kết tuần thông qua kế hoạch tuần mới và cái chủ đề gì đấy cho lớp 12. Cơ lớp 12 vẫn theo chương trình cũ mà. Chương trình cũ vẫn có là 30 tiết mà. Thế thì các thầy cô sẽ bố trí cái chào cờ sơ kết tuần thông qua kế hoạch tuần mới riêng cho lớp 12. Và nếu như cái phần sơ kết tuần thông qua kế hoạch tuần mới có cả lớp 11, lớp 10 tham gia vào nữa, nhưng đến cái phần mà nội dung hoạt động theo hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp thì chỉ có lớp 10, lớp 11 thôi nếu nó có chung. Đấy, nó sẽ như thế ạ. Các thầy cô, tôi trả lời câu hỏi này có rõ chứ nhỉ? Tóm lại như này, cái giờ chào cờ các thầy cô phân biệt giữa chào cờ với sinh hoạt dưới cờ nhá. Sinh hoạt dưới cờ ta vẫn nói đó là loại hình của hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Thì bây giờ các thầy cô có chương trình cũ, chương trình 2006 thì vẫn có cái giờ chào cờ, hay là nó có chào cờ này, có sơ kết tuần thông qua kế hoạch tuần mới này, thì lớp 11 và lớp 10 cũng có thể tham gia cái giờ này. Nhưng riêng cái giờ mà hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp mà theo một cái chủ đề nào đó mà lớp 10, lớp 11 có thể chung nhau thì các thầy cô có thể tổ chức hai lớp 10, lớp 11 vào cái giờ đó, nhưng giờ đó với cái tên là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp. Đấy, cái gọi là thời khóa biểu ấy, nó là hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp chứ không phải là sinh hoạt dưới cờ nữa. Đấy, ý là như vậy. Vâng. Tôi trả lời cái trường trung học phổ thông Xuân Vân Tuyên Quang như vậy. Tiếp theo là trường trung học của thầy Lê Xuân Giang này. 105 tiết trong một năm học, vậy là 3 tiết một tuần. Theo như cô giải thích thì 3 tiết này phải được biểu thị trên thời khóa biểu là hoạt động trải nghiệm đấy ạ, hướng nghiệp đấy ạ. Vâng. Hiện nay học sinh đã quá nhiều nội dung, bây giờ thêm 3 tiết cho hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp nữa thì nặng quá. Trước đây tích hợp vào tiết chào cờ và sinh hoạt lớp thì hợp lý hơn, nhưng như vậy nhà trường lại mặc định đó là việc của thầy cô phải làm, không được tính tiết, mong bộ có văn bản rõ ràng. Vâng, thầy Giang ạ, ý kiến của thầy rất xác đáng. Ý kiến của thầy rất xác đáng. Chúng tôi cũng thấy rằng đổi mới là muốn giảm tải cho học sinh. Cho nên là một tuần mới có 28,5 tiết, so với chương trình cũ là 30 tiết, đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ chỉ đạo của vụ là như vậy. Chỉ đạo của vụ là không có lồng ghép tích hợp cái gọi là sơ kết tuần thông qua kế hoạch tuần mới vào trong hoạt động trải nghiệm, mà phải giả cho hoạt động trải nghiệm đúng 105 tiết. Đó. Và các thầy nói rằng là vì là bây giờ cái chương trình của 2018 này trung học phổ thông mới có 28,5 tiết thôi. Thế thì tôi cũng chỉ biết
tôi cũng chỉ biết là chia sẻ với thầy cô như vậy. Thế còn đúng là thầy nói hoàn toàn có lý đấy. Thế và thầy còn nói là này, trung học cơ sở tiến tới còn có cả cái chuyện là có trường học hai buổi ngày nữa, trên thời lượng còn rất nhiều. Thế còn trung học phổ thông thì không nói cái chuyện đó, nhưng mà trung học phổ thông thì mới có 28,5 tiết một tuần thôi. Thế còn cái ý mà của các thầy cô băn khoăn ấy là làm thế nào phải có văn bản đồng bộ của bộ để tính quyền lợi cho giáo viên khi thực hiện hoạt động trải nghiệm này, đúng là một cái yêu cầu rất chính đáng. Và tôi cũng có nói với cái khi nào mà cục nhà giáo, để cục nhà giáo là chính sách đúng không ạ, chế độ chính sách, rồi vụ trung học phổ thông, rồi cái vụ học sinh sinh viên cũng yêu cầu là mỗi tuần phải có một tiết chào cờ đó, ba cái đấy có một cái sự phối hợp để mà ra được cái văn bản rõ ràng cụ thể cho các trường thực hiện thì nó mới dễ. Vâng. À, ở trường trung học phổ thông Trần Phú Đắk Nông có hỏi rằng là có phải thay đổi khi soạn giá không? Chắc chắn là có đấy thầy cô ạ. Đấy, vâng, chắc chắn là có đấy ạ. Vâng. Trường tiếp theo nữa là trường trung học phổ thông dân tộc Đắk Ráp Đắk Nông có hỏi cho em hỏi là trường em có 2 cấp 23 mỗi khối lớp thì nội dung sinh hoạt dưới cờ tập trung được không hay là dạy riêng trên lớp? Cái gì mà chung các khối lớp, mỗi khối một lớp? Thưa các thầy cô, cái gì mà khối nó có chung thì có thể tổ chức chung, còn khối là riêng thì tổ chức riêng. Các thầy cô ạ, tinh thần là như vậy. Vâng. Tức là chúng ta hiểu như thế này này, cái hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp theo như cách chỉ đạo của vụ trung học bây giờ ấy, thì chúng ta hiểu này, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp có thể tổ chức ở quy mô lớp, quy mô trường. Thế thì cái khối lớp nào mà có nội dung ví dụ như STEM của Nha Trang vừa rồi nói ấy, mà nếu như nó có chung của hai khối thì ta có thể tổ chức ở quy mô hai khối, còn nếu mà nó không có quy mô chung thì chúng ta lại tổ chức riêng. Đấy, ý là như vậy. Vâng. À, có một cái câu của Oppo F5 là nếu dạy chung chủ đề cả khối trong tiết sinh hoạt dưới cờ thì nhóm thầy cô dạy hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp có được tính riêng số tiết cho từng giáo viên không ạ? Tôi nghĩ rằng là nếu như có nhiều giáo viên tham gia thì phải tính cho, ví dụ như một cái chủ đề đó phải có sự phối hợp của nhiều giáo viên, ví dụ thì tôi nghĩ là những giáo viên đó đều tốt, đây là tôi nghĩ như vậy. Thế còn tôi sẽ hỏi thêm, vâng, tôi sẽ hỏi thêm cái vụ trung học, nhưng mà các thầy cô nhớ rằng vẫn chưa có văn bản gọi là của cục nhà giáo, nhưng mà đấy là vụ trung học nó như vậy, và tôi cũng sẽ là người sẽ phải hỏi thêm để khi mà chúng tôi tập huấn cho các thầy cô có câu hỏi chúng tôi có câu trả lời chứ, đúng không ạ? Vâng. Thế thì đấy, tôi đã giới thiệu các thầy cô về cái chủ đề 4 là ở cái hai cái trang giới thiệu chủ đề nó có cái sự thay đổi như vậy, thì các thầy cô cũng sẽ linh hoạt để mà điều chỉnh nó. Vừa nãy có cái một câu hỏi là có phải thay đổi việc soạn giáo án không? Chắc chắn là có đấy ạ. Tại vì trước đây nếu mà cái giáo án sinh hoạt dưới cờ và sinh hoạt lớp nó có một cái phần là tổ. Thưa các thầy cô, kể cả sách hướng dẫn giáo viên chúng tôi cũng đã viết theo tinh thần này và cũng đã in, sách giáo viên cũng đã in. Thế bây giờ mới có cái chỉ đạo của vụ thôi. Thế thì cho chúng ta lại cũng rất là linh hoạt, đúng không ạ? Chúng ta cũng rất linh hoạt để mà vận dụng nó. Vâng. Và tôi xin chuyển sang cái trang thứ 3 của chủ đề này. Tức là trang thứ 3 chính là cái hoạt động giáo dục theo chủ đề. Thì nó cũng gồm có bước khám phá với logo là cái ống nhòm. Bước này có 2 hoạt động, có 3 hoạt động. Hoạt động đầu tiên là tìm hiểu về những việc cần làm để thể hiện sự quan tâm chăm sóc thường xuyên đến gia đình người thân. Hoạt động thứ hai là tìm hiểu cách hóa giải mâu thuẫn xung đột trong gia đình. Hoạt động thứ ba là tìm hiểu về sự tự tin tổ chức sắp xếp hợp lý công việc và tự giác tham gia lao động trong gia đình. Xin lỗi, còn có hoạt động thứ tư nữa cơ ạ, là tìm hiểu về kế hoạch chi tiêu phù hợp thực hiện tiết kiệm tài chính. Tức là ở bước thứ tư, hoạt động thứ tư là làm như vậy. Thế và sang đến cái bước thứ hai là bước rèn luyện thì nó có hoạt động 5, hoạt động 6, hoạt động 7, hoạt động 8. Vâng, nó cũng có 4 hoạt động ở bước rèn luyện. Và đến bước vận dụng thì nó chung một cái hoạt động 9. Và cuối cùng là đánh giá cuối chủ đề. Thế thì cái việc mà xem như cái hình thức sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp
bây giờ là hoàn toàn dành cho hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp ấy, thì nó rất thuận cho các thầy cô soạn giáo án để tổ chức cái chủ đề liền một mạch như thế này. Năm trước ấy, thì khi tập huấn các thầy cô thì tôi bảo là nếu như các trường mà lập kế hoạch thời khóa gian biểu cho mỗi tuần chỉ có một tiết hoạt động giáo dục theo chủ đề, thì các thầy cô lại phải nhặt cái hoạt động ở bước khám phá với hoạt động ở bước rèn luyện để gắn với nhau cho nó có mối quan hệ với nhau. Thế thì bây giờ theo cái chỉ đạo của vụ như thế này thì các thầy cô không cần phải nhặt nhiếc gì cả, mà các thầy cô cứ lập kế hoạch tuần tự từ hoạt động, ví dụ với chủ đề này các thầy cô cứ lập kế hoạch tuần tự từ hoạt động 1 đến hoạt động 9 rồi. Tại vì cả tất cả, ví dụ trong tuần bây giờ các thầy cô, các trường các thầy cô xếp cho ba tiết hoạt động trải nghiệm một tuần, thực hiện trong 35 tuần mà các thầy cô, thì các thầy cô cứ lập kế hoạch ba tiết đấy thì tổ chức từ hoạt động 1 cho đến hoạt động mấy đấy, soạn giáo án các thầy cô sẽ soạn theo kiểu đó. Cái thay đổi nó là như vậy đấy ạ. Vâng. Đấy, như vậy thì tôi đã chia sẻ các thầy cô về cấu trúc nội dung chủ đề, và tôi đã chiếu một cái chủ đề để minh họa cho cái cấu trúc này. Bây giờ chúng ta nghỉ giải lao đi. Vâng. Vâng, có cô cũng có hỏi là mẫu soạn như thế nào, tí nữa tôi sẽ trả lời ạ. Vâng, bây giờ các thầy cô nghỉ giải lao. Bây giờ là mấy giờ ạ? 9:38, các thầy cô nghỉ giải lao đến 12 phút được không ạ? Các thầy cô nghỉ giải lao đến 12 phút thì là 10:10 chúng ta vào lớp các thầy cô nhé. Vâng, tại vì cũng có rất nhiều câu hỏi. Vâng, xin mời các thầy cô nghỉ giải lao đến 10:10 ạ. Cháu có cách nào cháu hay là tí lại khi ấy thì lại lướt lại cái này nhỉ, để tí cô trả lời sợ không sót đấy, sót câu hỏi ấy. Có những câu cô trả lời rồi nhưng có những câu cô bảo để dành ấy.